Chào mừng mọi người đến với thử thách Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Thái Hạ ơi, có phải là mình vượt qua hết những thử thách trong bảo tháp là có thể tăng thêm sức mạnh không? Đúng vậy. Nếu vượt qua tất cả các cửa ải trong đây thì tu vi của các con sẽ lên một tầm cao mới. Thái Hạ, đi vào cơn phòng luôn. Ê. Quan đã, có rất nhiều người đã từng vào tòa tháp và không vượt qua những thử thách sẽ phải ở lại vĩnh viễn trong đó. Các con suy nghĩ cho kỹ đi đã. Ở lại vĩnh viễn trong đấy à? Này này Hà Tiêu ơi, anh nghĩ là chúng ta không nên vào đấy đâu. Anh làm sao mà nhát thế? Anh không muốn sức mạnh của mình được tăng lên à? Có, nhưng mà anh... Hơi sợ. Hay, khẩu hiệu con trai là phải thế nào? Mà mẹ, anh ạ. Mẹ. Đúng rồi. Thế hả lão quân, bọn con quyết định sẽ vào đó và nhất định sẽ quay trở lại. Được, vậy thì bây giờ các con hãy vào trong đó đi, nhưng mà phải cẩn thận đấy. Dạ vâng, bọn con biết rồi. Đi thôi, đi thôi. Đi. Đi thôi, nhanh lên. Ôi, vào đến tháp rồi. Tháp sao toàn cây là cây này. Xin chào các bạn. Mích làm sao đấy? Đã đến với tầng đầu tiên của tháp. Ủa, Thái Tiêu ơi. Hả? Ai đây? Chắc là Thái Hạ lão quân thuê anh này về làm bảo vệ tầng 1. Này, không phải là bảo vệ, mà ta là người canh giữ của tầng 1. Thì ra là người canh giữ. Thái Tiêu ơi, thế có phải là bảo vệ ông nhỉ? Ừ, thì cũng là một cách gọi, nhưng mà đây là một cách gọi sang chảnh hơn. Sang chảnh hơn à? Này, thế bây giờ tất cả các người đã sẵn sàng vượt qua thử thách của tầng 1 chưa? Bọn tôi đã nhất trí sẵn sàng từ ở ngoài kia rồi mới vào đây chứ. Thật. Thế thử thách của tầng 1 là gì? Ông nói đi. Đùa. Đó chính là thử thách trốn tìm trong rừng. Đâu. Không phải chơi trốn tìm. Đùa. Chúng tôi vào đây là để rèn luyện tu vi, nâng cao sức khỏe, chứ không phải chơi trò chơi. Đúng. Đây không phải là một trò chơi, mà chính là thử thách sinh tử. Các ngươi là người đi trốn, còn ta sẽ là người đi tìm. Nếu các ngươi để ta bắt được thì các ngươi sẽ biết hậu quả rồi đấy. Này này, hậu quả là cái gì đấy? Sao giờ anh lại còn hỏi? Anh không nghe Thái Hạ đã nói à? Nếu chúng ta thất bại thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ ở lại đây mãi mãi. Ủa, thế bây giờ phải làm như thế nào? Thì chúng ta làm gì cũng lựa chọn, tất nhiên là phải tham gia vào trò chơi này rồi. Chúng ta sẽ nhận thử thách. Được, vậy thì ta bịt mắt đây. Bịt mắt à? Trốn cho kỹ nhá. Chia nhau ra, đi trốn đi. Cho ai trốn với? Nếu mà trốn cùng nhau thì bị bắt cả chùm đấy. Chia nhau ra đi. Đi trốn à? Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát cửu. Trò chơi này không phải là bình thường, đồng nghĩa với việc ông ta cũng không phải là người bình thường. Hồ Biên. Phép thuốc tàng hình. Giờ chắc không ai thấy đâu. Không được. Người mình to lù lù một đống như này, kiểu gì mà chả bị phát hiện. Đúng rồi, mình có thuật ẩn thân cơ mà. Ta xong rồi, ta bắt đầu đi tìm đây. Phép thuật Queen Enchanted Green. Đây, Na Cha ơi. Na Cha. Ông ơi Nhi, cậu chạy ra đây làm gì? Tớ bị phát hiện bây giờ. Đây, tớ chạy ra xem cậu trốn như thế nào rồi. Anh yên tâm đi, tớ tàng hình rồi, hắn ta không nhận ra đâu. Tớ trốn ở đây là kỹ lắm rồi, nhưng mà không biết anh Thành ấy trốn ở đâu nhở? Tớ cũng không biết nữa. Mà thôi, cậu cứ trốn ở đây đi, để tớ đi tìm xem Thành Áo ở đâu. Thành Áo mà bị bắt à, thì xong hết mọi chuyện luôn. Cậu đi đi. Cậu đứng đây nha, tớ đi đây. Lắp đầu kỹ thế nhỉ? Ui dồi ôi, sao lại đi ra đây? Đi chỗ khác đi.
quay lại, mình cai quản cái khu rừng này mấy trăm năm nay. Này, cái chậu hoa này, mày chuyển khẩu vào đây mà không nói với tao tiếng nào. Em mới chuyển khẩu vào đây nên là quên đăng ký tạm trú tạm vắng ạ. À, thế mày không coi tao ra cái gì à? Thế thì hôm nay ta sẽ bê mày vứt ra khỏi tòa tháp. Ồ, vào đây để thi thử thách, vứt ra có gì là thử thách nữa à? Vào đây để thử thách á? Ừ. Thử thách. Bây giờ ấy thì ngáo, giữa một rừng cây thế này tự nhiên biến thành chậu hoa thế nào? Thử thách. À, thế thì tao biết mày là ai rồi. Mau hiện nguyên hình. Ôi, nấp rồi. Mày mà có người không ta tỏa đấy. Đi ra chỗ nó ra thôi. Mau đi. Đám người này cũng nhanh chân đấy, khó bắt hơn ta tưởng. Đi vào đây. Ra ra. Hồng Hoài Nhi, anh Thành. Ô, mày là cái cây à? Anh cứ tưởng cái kia thật rồi, ẩn thân kinh đấy. Ai như ngươi, giữa một cái rừng cây như thế này biến thành chậu hoa thì kiểu gì người ta chẳng phát hiện. Em không thể hiểu nổi tại sao anh lại có thể biến hình một cách vô lý như thế. Thì hơi nói một tí thôi. Nhưng mà này, bây giờ bọn mình đi trốn ở đâu nhỉ? Cần gì phải trốn. Na Cha biến thành cái cây rồi. Còn ta với ngươi tàng hình rồi, làm gì hắn phát hiện ra đâu. Ừ, hay đấy. Các ngươi có trốn kiểu gì cũng không qua được mắt thần của ta đâu. Hãy xem ta đây. Ta chịu thua rồi. Các ngươi mau ra đây đi. Yeah, bọn ta ở đây. Này, các ngươi trốn ở đâu mà kỹ thế? Trốn ở đâu á? Đấy là một bí mật không được bật mí. Thế nào, bọn ta đã được lên tầng 2 chưa? Thuật ẩn thân của các ngươi tốt đấy. Mời các ngươi lên tầng 2. Chào mừng các ngươi đến với tầng 2 của bảo tháp. Tầng 2 là bảo vệ toàn nữ. Thử thách thứ 2 là gì? Các ngươi nói đi. Các ngươi không cần phải căng thẳng như thế. Tầng 2 này sẽ giúp các ngươi xả stress sau khi trải qua tầng 1 mệt mỏi. Xả stress. Hay đấy, vui đấy. Thế chúng ta tiến hành luôn thôi. Các ngươi hãy hát một bài hát. Trong bài hát đó có ít nhất là 3 loài động vật. Ủa, nhiều loại động vật thế cả. Nè chứ ơi, nhưng mà anh chụp mỗi bài một con vịt thôi. Em thì thuộc mỗi bài 2 con thằn lằn. Còn ta thì thuộc mỗi bài 2 con chim non. Các người có làm được không? Nếu không làm được, xin mời ra khỏi tòa tháp. Còn đã, bọn tôi làm được. Nhưng mà mỗi người bọn tôi chỉ hát một bài, có một con vật được không? Không được. Tất cả các người phải hát một bài, trong đó ít nhất phải có 3 con vật. Thế cho bọn tao hội ý cái đã. Bây giờ anh Thành chỉ thuộc mỗi bài con vịt. Một con vịt. Còn em thì con thằn lằn. Còn ta thì bài con chim non. Mỗi bài hát chỉ có một thôi. Bây giờ chỉ còn cách là chúng ta ghép 3 bài hát này lại thành một bài hát có nghĩa. Được. Này, cứ tưởng là thử thách dễ, nhưng làm gì có bài hát nào có 3 con vật. Bọn chúng thua chắc. Bọn ta đã hội ý xong. Bây giờ bọn ta xin trình bày ca khúc Một con vịt. Có 3 con vật. Ba con vật. Sáng tác. 2, 3. Một con vịt sẽ là con thằn lằn con, nuôi nó cắn chân con chim non. Trên cành cây hát liu lo, hát liu lo. Em yêu chim, em mến chim, vì con thằn chim hát em nghe. Ta không ngờ là các ngươi có thể tạo ra một nhạc phẩm hay như vậy. Mời đến tổng. Sao không có người bảo vệ nhỉ? Chắc thằng này không có người đâu. Chúng ta đi đi. 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 Đ
trời. Khá lắm. Các người chính là những người đầu tiên đặt chân được đến tầng thứ 3 này đấy. Ồ, vinh dự thế nhờ. Thử thách, nói thử thách luôn đi. Đúng rồi. Đây là thử thách trí tuệ. Nếu như các người có thể trả lời hết tất cả các câu hỏi do ta đặt ra thì các người sẽ vượt qua được tầng thứ 3 này. Hả? Thôi xong rồi. Trí tuệ không phải là sở trường của ta, chỉ có chung chuối thôi. Quả này xong rồi. Anh Thành. Đấy. Thế cái môn này của anh thì sao? Anh chà. Tên anh như nào thì anh như thế. Thành Ngáo. Ừ. Thôi được rồi, ba bọn ta không ai giỏi về cái trường phái này cả. Đúng rồi. Nhưng mà ngươi cứ hỏi đi. Hỏi, hỏi nhân tình lên, bọn ta trả lời. Được. Đây là câu hỏi đầu tiên. Một chiếc máy bay chở 100 viên gạch nhưng bị rơi mất một viên. Hỏi còn bao nhiêu viên gạch? Ê, cứ gì phải tính nhở? Lấy 100 trừ đi 1 bằng 99. 99. Chính xác. Vậy thì làm cách nào chúng ta có thể nhét một con voi vào trong một chiếc tủ lạnh? Ô anh, này, con voi to như thế làm sao vượt được cái tủ lạnh nhỉ? Chẳng lẽ cứ mở tủ ra làm cho nó vào thôi à? Chính xác. Ôi rồi. Các người rất là thông minh. Vậy thì làm cách nào để nhét một con hươu cao cổ vào bên trong tủ lạnh? Ô, chẳng lẽ lại cho con hươu cao cổ cho vào tủ lạnh luôn à? Anh chả biết cái gì cả. Thế thì chỉ có lấy con voi ra rồi nhét con hươu vào thôi, chứ hai con làm sao mở trong tủ lạnh được. Ô, sao bọn này giỏi thế nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ nhá, sư tử tổ chức đại hội võ lâm, tất cả các con vật đều đi nhưng thiếu một con. Hỏi đó là con nào? Con đáp án luôn. Ê, này. Này, từ này, sao hôm nay đầu óc của mày thông minh nhỉ? Bởi vì những câu hỏi này em đã từng được nghe trên top top hết rồi. Này, con vật thiếu ấy là con yêu cổ, bởi vì nó đang được nhốt ở trong tủ lạnh nha. Này này này, bây giờ nhá, một người đàn ông đi qua một con sông có rất nhiều cá sấu, nhưng tại sao không bị ăn thịt? Thế thì mấy con cá sấu đấy đang đi dự đại hội võ lâm của sư tử nên mới không bị cắn nữa. Không thể nào, tại sao lại có những người thông minh như vậy được chứ? Này, câu hỏi chốt này nhá, người đấy đi được qua ao cá sấu nhưng tại sao vẫn tèo tèo tèo? Nó lại đơn giản quá. Vẫn tèo 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 bởi vì số người ấy đã tận, vừa đi qua sông được thì cái viên gạch ở trên máy bay nó lại rơi trúng đầu. Cái viên gạch mà câu hỏi đầu ấy. Mời lên tầng 4. Cho đi à? Thông minh thật. Có gì đó sai sai nhỉ? Ừ, đúng rồi. Tại sao chúng ta lại nhìn thấy cửa hóc? Chúc mừng các con đã hoàn thành thử thách. Thấy hả? Cái tòa tháp ấy có 7 tầng và bọn con mới đi được có 3 tầng. Thế còn 4 tầng thì sao ạ? Tối rồi, đi 3 tầng thôi. Còn 4 tầng để hôm sau đi tiếp. Chứ còn ta bây giờ đói lắm rồi, phải về ăn cơm. Hôm sau là hôm nào ạ? Bọn con đang vui. Đúng rồi. Thì hôm nào ta báo sau. Còn bây giờ thì chúc các con ngon miệng với bữa tối ngày hôm nay. Dạy dạy, sư phụ của em buồn cười thế đấy. Sư phụ của em từ trước giờ như thế rồi mà. Sao còn ngáo hơn cả? Anh không nói sư phụ em thế.